Và thưa quý vị, kế tiếp đây là cái bản tin chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là ông Trump đã bị phạt 83.3 triệu đô la. Thế nhưng mà những cái thiệt hại khác đó nó còn nằm đằng sau cái số tiền phạt lớn như thế. Vừa rồi chúng ta xin nhắc lại một cái cách thật là nhanh chóng, đó là bà Carroll, bà Jean Carroll đã tố cáo ông Trump có những cái gọi là những cái tấn công tình dục của bà. Một cái câu chuyện mà nó xảy ra trong một cái phòng thay đồ của một cái siêu thị nó mấy chục năm trước. Thế mà bà cũng vẫn thắng. Và tháng 5 vừa rồi một cái tòa án đã tuyên phạt là ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll là 5 triệu đô la bồi thường danh dự. Thế nhưng mà ông lại chống lại cái bản án đó, và bây giờ thì là nội vụ đi tới một cái bản án thứ hai. Thì cuối tuần vừa rồi mình thấy là 9 bồi thẩm đoàn ở trong cái vụ xử này đã quyết định là buộc ông Trump phải trả một cái số tiền phạt khổng lồ là 83.3 triệu đô la Mỹ. Người ta nói rất rõ rằng 18.3 triệu là bồi thường danh dự cho bà Carroll về cái tội ông xâm phạm tình dục, sau đó lại cứ là đưa ra những cái lời lẽ phỉ báng, mang tính cách phỉ báng đối với bà Carroll. Còn 65 triệu đô la còn lại thì người ta gọi đó là một cái món tiền phạt mà người Mỹ gọi là punitive damage nữa, tức là mình có thể tạm dịch là đây là một cái món tiền phạt nó mang cái tính cách răn đe, phạt để mà cho cái người bị tố cáo đó biết sợ, để mà về sau trong tương lai đó thì không còn dám có những cái hành động ngông cuồng như trước. Vì chúng ta biết rằng là trong những một vài vụ xử về các vụ án này thì thỉnh thoảng ông Trump ông lại xuất hiện ở trong những cái tòa án đó, nhưng mà ông có nhiều cái thái độ ngông nghênh, nó không có thích hợp, nó tỏ vẻ nó coi thường luật pháp, nó tỏ vẻ coi thường thẩm phán, tỏ vẻ coi thường những cái công tố viên, và coi như là đối với cái nạn nhân tức là bà Carroll thì lại càng tệ hại hơn nữa. Cho nên còn phải nói rằng là cái thái độ của ông Trump trong những phiên tòa đó là coi thường luật pháp của tòa án Hoa Kỳ. Cho nên những cái công tố viên này phạt là phạt cái thái độ gọi là vô kỷ luật của ông Trump đối với tòa án như vậy, để cho lần sau ông chừa cải, ông không có những cái thái độ ngông nghênh như vậy. Mà tại sao cái số tiền phạt nó lớn như vậy, tới 83 triệu? Là bởi vì nó ứng với cái tài sản, với cái sự giàu có của ông Trump. Từ trước tới giờ người ta vẫn cứ nghe ông Trump, ông vẫn cứ tuyên bố về cái chuyện mà ông có nhiều tiền mặt lắm, mà ông nợ thì ít. Trong tay ông bây giờ ông có khoảng chừng là 300 triệu tiền mặt đấy. Và rồi thì tài sản của ông là 14 tỷ vân vân, nhiều lắm, nhiều cái thứ vậy. Thành ra khi người ta nhìn thấy cái tài sản ông vậy thì người ta áp đặt một cái số phạt nó tương ứng đối với tài sản của ông mà thôi. Thì dĩ nhiên đối với những cái như vậy thì đối với hai cái bản án số 1 và số 2 tổng cộng là ông phải trả tới 88.3 triệu đô la chứ không phải là ít. Thế nhưng mà lấy được của ông thì chắc cũng khó đó, bởi vì bây giờ thì ông đã hứa hẹn là ông sẽ gọi là tìm cái cách gọi là khiếu nại những cái bản án số 1, số 2 như vậy. Và ông hy vọng là ông còn coi như là bãi bỏ được những cái bản án như vậy nữa cơ. Thế nhưng mà sau một cái lần xử phạt này với một số tiền phạt khổng lồ như vậy đó, thì người ta nhìn vào nội vụ đó, người ta nói rằng là như vậy thì cái số tiền mà bị phạt đa số nó tới từ một cái thái độ không thích hợp, không có đứng đắn của ông Trump trong những cái vụ tòa án. Đấy mà cái thái độ đó mới là bị phạt là nặng nhất. Và từ đó người ta đặt ra một cái vấn đề là tại sao ông lại hành xử như vậy? Chúng ta nhớ là khi mà ông đã có những hành xử như vậy thì rất là nhiều người đặt vấn đề là người ta không hiểu tại sao ông làm như vậy, bởi vì những cái hành động của ông nó không đem lại một cái chút lợi ích gì cho ông cả. Nó chỉ làm cho thẩm phán, cho công tố viên, cho dư luận người ta đều gọi là có ác ý với ông rồi thôi. Và người ta như vậy, người ta sẽ thấy rằng với cái thái độ ngông nghênh như vậy thì người ta lại cứ tin rằng là cái lời của bà Carroll là hoàn toàn đúng sự thật, nó khớp với cái thái độ hiện tại của ông Trump. Và từ đó người ta đặt ra cái vấn đề là ông Trump này đó có khả năng là phân biệt cái hành động là đúng hay sai hay không, hay là cái hành động nào sẽ đem lợi cho ông hay là đem hại cho ông hay không. Hình như ông chỉ muốn làm như vậy mà không có một cái sự suy nghĩ nào nằm ở phía trong. Đây chính là những cái luận điểm mà hiện nay những cái đối thủ của ông Trump hồi xưa cũng như bây giờ đang nhắm tới. Mình thấy trước hết là bà Nancy Pelosi trong một cái buổi phỏng vấn trên truyền hình với bản đài CNN, bà nhắc lại cái sự lầm lẫn và cái sự xuống cấp gọi là của tinh thần hay là về nhận thức của ông Trump. Bà nói rằng là bây giờ quý vị cứ thấy đi, một người mà liên tiếp gọi là lầm lẫn tới 7 lần về tên của một cái người khác liên tục như vậy chỉ trong một cái thời gian, một bài đọc thôi, bài diễn văn thôi đó, thì đó là một cái chuyện lớn rồi, không phải là một cái chuyện bình thường. Ý bà Nancy Pelosi muốn nhắc lại cái chuyện là trong một cái buổi vận động tranh cử đó, khi mà ông Trump muốn công kích, muốn chỉ trích cái thái độ của bà Nancy Pelosi trong cái buổi mà bạo loạn ngày 1 tháng 6 năm 2020 ở Quốc hội đó, thì lại cứ nhè lấy cái tên của bà Nikki Haley ra mà tố liên tục như vậy 7 lần. Bà Nancy bà đếm được, đã nói là 7 lần sai lầm như vậy. Và đây cũng chính là cái chuyện mà bà Nikki Haley kể từ sau khi mà ông Trump có những cái lầm lẫn như vậy đó. Bây giờ thì trong mọi buổi vận động tranh cử, bà Nikki Haley cũng đã lưu ý tới cái cử tri Cộng hòa rằng là phải nên coi lại xem là cái nhận thức của ông Trump có còn như cũ hay không. Bà xài cái chữ ân hình, tức là nó xuống cấp lắm rồi, nó không ổn định rồi, nó hỗn loạn lắm rồi đó. Bởi vì tên của một người, của hai người đàn bà đó, coi như là hoàn toàn khác nhau như vậy mà ông cứ lầm lẫn kiểu đó thì thành ra đặt một cái vấn đề. Thì bà Nikki Haley nói rằng với một cái ứng cử viên tuổi lớn mà có một cái tâm thần như vậy thì nó có thể nào nó thích hợp với vai trò của một tổng thống hay không. Và từ đó bà Nikki Haley cứ kêu gọi rằng là nếu như là ông Trump đó mà muốn chứng minh rằng là cái nhận thức của mình vẫn còn sáng suốt đó, thì chấp nhận những cái buổi gọi là tranh luận với bà trên sân khấu để cho toàn thể người dân Hoa Kỳ đánh giá cái mức độ tinh thần của ông. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đối với mọi cái công kích nó có vẻ có lý như vậy. Thế nhiều cái vấn đề quan trọng nó nằm ở cái chỗ là những cái người khối cử tri ủng hộ ông đó, đánh giá tinh thần của ông như thế nào, có sẵn sàng chấp nhận là một cái sự đánh giá công bằng hay không, đó mới là một cái điều quan trọng.